chúng ta tranh giành hơn thua đấu đá đủ chuyện có khi mà mình gớt tiền cái làm ta lụm người ta lượm ta lấy chứ đừng nói chi gớt vàng khỏi còn nói rớt cổ cải trong túi mình mà có khi người ta chen 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 là người ta moi người ta móc túi người ta lấy tiền không mà từ nơi đó mà chúng ta phải nhận thức được rằng cái cõi này nó nhiều cái bất an nhiều cái lo và nhiều cái khổ quá đúng không ừ. nên á, Tuần Chủ Nhật nào quý vị về đây cũng là nhắc mình là Việc lớn nhất của đời người là niệm Phật cầu sanh cực lạc Vậy bây giờ mọi người chúng ta muốn giảng sanh về thế giới cực lạc Thù thắng tốt đẹp như vậy Thì trong Kinh Vô Lượng Thọ Phật cũng nhắc mình là Các con phải cố gắng nhẫn nại Chịu khổ một đời ngắn ngủi này thôi Một đời ngắn ngủi chịu khổ này Khi qua rồi Thì các con sẽ được sanh về thế giới cực lạc, một thế giới an vui cùng cực, một thế giới tốt đẹp thù thắng. Đây là trong kinh Phật nhắc đó, khuyên mình nên chịu khó, nhẫn nại. Nên nhiều người chúng ta niệm Phật mà không có được bổ túc, chuyên sâu vào thịnh độ. Nên có khi mình niệm Phật vài năm cái mình thói tâm mình chán. Hoặc là mình niệm Phật mấy năm mà mình thấy sao đâu có được gì đâu. Sao thấy ông chồng vẫn đi nhậu Ông chồng vẫn hư hỏng Hoặc bà vợ vẫn đánh bài Bà vợ vẫn cọc cằn Còn con cái nó vẫn là không ngoan Niệm Phật thấy có được gì đâu Vì phải nhớ rằng Có vật hiệu này mình niệm là mình chuyển được cái tâm mình Mình mới chuyển được người khác Chứ nếu như mà lúc nào mình niệm Phật Mà mình cũng nghĩ chuyển người khác mà quên chuyển mình Mình niệm ai với Đạo Phật Mà mình luôn luôn là mình nghĩ rằng là mình niệm để mà giúp cho người khác không à. còn mình quên cái chỗ là mình giúp được mình mình mới giúp được người khác giống như mình giàu mình mới có của cải mình tặng cho người khác chứ bây giờ mình mong người khác giàu mình nghèo mạt riệp làm sao mà mình muốn giúp người khác thì sao giúp được mà không có nguyên lý ở đâu quý vị à nên trong kinh phật mới vậy là trước phải độ mình mới độ người là vậy đó nên á, mình là người gặp phật pháp mình niệm phật mình niệm phật mỗi ngày mình chuyển cái hành vi của mình Thí dụ như lúc trước Mình gặp một ông chồng mình nhậu nhẹt Bê thao ông về ông nói này nó nọ nó kia Lu vu đụng xộn Thì bắt đầu là mình thấy ông đi nhậu về Là mình thấy bực mình khó chịu Gọn ông về ông câu mâu ông Nói vài câu mình nhịn được Nhưng mà thêm vài câu sau nó Mình tức mình quá Mình gây lợi ông liền còn bây giờ mình biết tu, mình biết niệm Phật rồi Thì bắt đầu là mình có thể dùng câu Phật hiệu này mình niệm Mình niệm làm sao mà những cái lời chữ của ông Nó không có tác động vào tâm mình được đổ tay nó nghe mắt vẫn thấy nhưng mà nhờ có vật hiệu mình niệm có cái chữ nhẫn và cái tâm mà tha thứ nằm bên trong có vật hiệu Mình niệm chân thật mình niệm để chuyển cái tâm mà mình tức giận đó thì tự nhiên từ từ ổng mới có cái sự nhận thức lại vì ông thấy rằng mình chửi người ta hoài mà người ta đâu có trả lời gì đâu người ta đâu có nói gì mình người ta không cự lại với mình Nghĩa là người ta không điếm xỉa tới mình mà mình chửi một con người vậy làm chi thì từ nơi cái hành vi của mình như vậy mà mình chuyển được ông chồng mình còn nếu như mà bây giờ mình tu mà mình không có xem xét lại mình mà mình cứ nhìn cái góc độ là ông sai và ông nói mình mình cự lại thôi thì không bao giờ mà mình chuyển được ông mà chính mình cũng không chuyển được mình nên Phật pháp á, mình học á, là để mà chuyển xây cái điều sai quấy của chính mình rồi á, mình mới đem Phật pháp giới thiệu cho người khác là từ thăng giáo rồi tới khẩu giáo hướng dẫn người cũng như những đức học phật thì ít gì những đức cũng có được chỗ lợi ích có được niềm vui có được niềm vui thì mình mới nói học phật có lợi ích chứ đó nên á ở cõi ta bà này nhiều thứ mà mình phải nhẫn lắm mình á nếu thật sự mà muốn sanh vào thế giới cực lạc thì vì khó gì ở cõi này mình cũng nhẫn chịu được vì sao thì biết không vì ở cõi này cuối cùng chúng ta cũng đâu có tồn tại đâu. Không có gì tồn tại hết. Nên phải chí thành niệm Phật cầu sanh cực lạc nha. Câu thứ tư, y phục và thức ăn tự nhiên quá hiện. Khác biệt với cõi ta bà thường chịu khổ, đói rét. Cả đời của người chúng ta ở cõi ta bà này là vì cơm ăn áo bận Vì cuộc sống mà mình lao hoài theo chân cảnh Có những người mà cả đời luôn mà Nghèo vắng nghèo cốt khỉ vẫn quần cốt khỉ Tuy nhiên nó nhiều lắm Bởi Vì con có những người già rồi đó Mà còn vẫn còn đi xè thai xin tiền Kiếm cuộc sống Từ khi còn trẻ cũng mong làm giàu chứ Nhưng mà đến tuổi già thì nghèo vắng nghèo Nhìn nhận từ cái góc độ này thôi Thì mình thấy cái cõi ta bà này quá thiếu thốn khổ đau nên nhắc mình là y phục ở thế giới cực lạc và thức ăn ở thế giới cực lạc là tự nhiên quá hiện tự nhiên quá hiện là có nghĩa là trong lòng của mình nghĩ là có liền mà trong kinh á nêu lên rằng những cái phẩm vị mà thấp nhất của mình là còn vọng tâm còn nhớ đến cái chuyện ăn vừa nghĩ đến cái chuyện ăn cái là tự nhiên thức ăn quá hiện đến rồi khi mình dùng mà bằng hương vị thôi chứ không phải là nhai nuốt như mình ở cái cõi này bằng hương vị thôi mà ăn những thức ăn đó xong thì trí tuệ tăng trưởng phước báo tăng trưởng đức hạnh tăng trưởng có nghĩa là ăn thức ăn mà có thể tăng được pháp vị thù thắng gì đó. Dùng xong rồi thì tự biến mất Chứ không cần phải dọn dẹp chén đũa như mình đây Cũng không có cái chuyện mà đi vệ sinh Đi cầu đi tiêu như mình ở khỏi ta bà này cho nó khổ Có nghĩa là còn cái vọng tâm về thức ăn Nên thức ăn nó hiện ra Mà thức ăn đó là mình hưởng hương vị thôi Mà tăng trưởng cái pháp vị Dùng thức ăn này rất là vui Chứ không phải như ở cõi này mình lúc ăn ngon mình mình cũng thấy mừng nhưng mà ăn xong rồi có cây không tiêu thì hết đau bụng cây tiêu chảy có khi ăn xong tàu tháo dược chạy mắt dép nó là gì đó ở cõi này nó có cái tác hại còn ở thế giới cực lạc thì đặc biệt rồi có khi làm ra tiền cực khổ muốn đi mua một bộ đồ ở cõi ta bà này mà mình đi vô cái sạp đồ mình chọn 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 mình lựa mình lựa quá chàng lựa luôn mà mình lựa một chút mình lựa ngay bộ đồ xấu hòm nghĩa là đồ thì mới không mà, mình lựa một chút mờ mắt mình lựa ngay bộ đồ xấu chọn lựa hoài cuối cùng lựa bộ đồ xấu nên cái người mà có phước rồi tự nhiên họ chọn cái là đẹp có phước cái tâm vui tướng cũng vui vui gương mặt vui từ nơi đó mà chọn bộ đồ bận vô cái đẹp liền còn người mà không biết niệm phật rồi cái tâm nó buồn bã rồi cái hiện cái tướng xấu xí gương mặt nhăn như con khỉ ăn ớt dù bọc bộ đồ đẹp vô đi chăng nữa cũng xấu hòm nó không có đẹp gì hết trơn nên người mà có phước ta chọn cái gì ta bận vô cũng thấy đẹp tại vì cứ mặn ta đẹp rồi cứ mặn ta vui nó là một người buồn cảnh vật có vui bao vờ là gì đó mình mà vui rồi á cảnh vật trước mặt mình mới vui còn mình mà buồn rồi cảnh vật không bao giờ vui được đâu quý vị phải nhớ nên từ nơi đó cái niềm vui là quan trọng nhất của một kiếp người nên con người mà không biết vui là con người này sống dại lắm. Tất cả những việc ngoại cảnh mà chúng ta lo Chúng ta lo gần hết cuộc đời mình lo còn chưa xong Mà có những người mình đi lo cái chuyện của người khác nữa chứ Lo chuyện người khác nữa Sợ người khác bị cái này, người khác bị cái kia Rồi người khác lỡ chết gì, người khác lỡ chết nọ Người khác bị giết gì, người khác bị giết kia Rồi tầm bậy lo tào lao cái người nó có số mệnh của nó Quý vị có chặn chặn cũng được nó Đức Phật đó, Mà ngăn chặn vua tỳ lưu ly Kéo quân qua sát hại dòng họ thích ca Mà còn chặn không được Nghiệp quả đó đến rồi sao chặn Nó mới nói rằng ai ăn thì no Mà ai tu thì trứng là gì đấy. Nhưng mà mình là phàm phu Nó lo cái chuyện lo bao động Mà nó làm cho mình bận tâm giống như gánh nặng Mà bỏ thêm đồ nặng thêm để gánh Thấy không Nên mình phải tỉnh quý vị à con người mình mà vui mà an tâm rồi trước mặt mình cái gì cũng thấy ổn định bình thường. Việc gì cần nói nói vài câu chứ, còn mấy ngày, thôi niệm ai với Đào Phật. Sống một ngày ít gì cũng có cái sự tự tại một ngày vậy. Không có nặng nề ha. Chúng ta tu cái tâm nó phải vậy đó. Thì mình tu nó có kết quả. Có sự an lạc. Nên những điều những đức chia sẻ ở đây là gần gũi nhất rồi đó quý vị để chúng ta mỗi người nghe nó có cái sự an lạc của nội tâm mình những đứa sống trong chùa thấy có những vị cứ lo âu mãi mình ngồi bình tĩnh suy nghĩ đi lo âu mấy chục năm là được cái gì không mà người ta cũng không có kêu mình lo âu vậy nữa cái sự lo âu cái sự buồn của mình nó làm cho tổn hại cái bầu không khí sống và tổn hại cái hoàn cảnh của mình bị hư đi á nên mỗi một con người chúng ta cái gì cần nói thì nói là xong à. Không có bực bội để trong tâm cái nặng nề u quất nhất là phái nữ Cái tâm họ nặng nề giống như chiếc bơm nổ chậm Để bao nhiêu thứ vào trong tâm để mà gình 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 gình, gình cái bùng Ai mà đứng gần cái miễn văn tùm lum Ghê lắm Nên họ là đặt phái nữ là miền nổ chậm cứ buồn Bồ buồn tích chữ trong tâm âu sầu cũng chữ trong tâm vui cũng chữ trong tâm cái thứ gì cũng đem vào tâm để mà tích chữ tích chữ lâu ngày rồi nó sình bụng rồi nó nổ in in có khi tức giận ai không nói mà đến mức mà nó bức xúc quá là nó vượt nó người khác hay không nên từ nơi đó người đàn ông có gì ta nói thẳng cái tâm tư người ta thoải mái lắm có người mình sống mà đi chắc chữ chứ cho nó buồn phiền Người niệm Phật muốn giảng sanh Mà cái nhân ở khỏi này lo âu buồn phiền tối ngày Sao giảng sanh Mình lo cho người ta được không Sao được Nghiệp quả mỗi người sao lo cho người ta được Mà đi lo vậy đó Nhưng mà cũng cố gắng mà đi lo Lo với cái mặt đang sụm Nên Đừng có làm chuyện lỗ vốn này nữa quý vị Mình làm cái chuyện lỗ vốn này Nó không lợi cho mình mà nó cũng không lợi cho người khác nữa Thí dụ như người khác người ta lo mình là người an lạc, mình là người vui vẻ. Có khi mình còn có vài ba và lời nói mình nói mà mình khích lệ người ta được tốt. Còn mình cũng lo, người kia cũng lo, ai cũng lo, ai cũng buồn hết chứ. Làm gì thì cái cõi này thành một màn đêm u tối, lúc nào nó cũng là một màn đêm hết chứ. Nó không có ánh sáng rồi đúng không? Nên tại sao người ta thích vô chùa mà có giáo dục như những ngôi chùa mình, người ta thích vô vì sao? Vì người ta vô người ta vui. Thấy ông thầy không có lo âu, không có mà rề rà không có cái chuyện mà xin xỏ cái gì người ta chứ không có phương tiện gì mà làm cho anh ta gánh nặng chứ mà người ta vô đây người ta chỉ có tu rồi ăn cơm xong đi về mà có khi nghe pháp được nữa chứ con người mình mà sống ở khỏi này nó đã khổ quá mà mình còn bỏ thêm cái khổ không chi hả quý vị giống như một kẻ cùng tử đã lang thang rồi vậy mà còn mang thêm gánh nặng để mà khổ đau nữa làm gì làm chi vậy à? nó lợi ích gì? nó nên nó... ở cõi cực lạc là đặc biệt, y phục và thức ăn tự nhiên quá hiện, nghĩa là thế giới tự tại mà những điều này chúng ta nhắc lên để mà mình phát tâm, mình niệm phật cầu sanh cực lạc. cái cõi này chúng ta sống mấy chục năm chúng ta nghe nói mấy chục năm cũng lâu đúng không? nhưng mà thật sự mấy chục năm lây quay là đến, này, có nhiều người sáng mấy bảy mấy tám mấy chín mấy thì họ cũng đã từng có tuổi trẻ như chúng ta Lây quay già những đứa bây giờ Cũng 39 tuổi rồi. Lây quay đến tuổi già rồi Tại sao mình không biết sống vui Học Phật là sự hưởng thụ lớn nhất của đời người Học Phật mà không chịu học có niềm vui Vậy thì làm sao cuộc đời quý vị có tương lai Mà làm sao mà quý vị đem Phật Pháp hoàn truyền Quý vị học Phật mà đi đâu cũng cái mặt nhăn nheo như con khỉ Ăn ớt vậy sao được người Ngồi suy nghĩ đi Học Phật mà cái gì cũng lo chứ nha nó mất nhà mất chùa mất đất bị người ta chiếm đất mất của cải mất đồ đạc lo tùm lum thứ cho nó lo tối ngày mà cái lo này là cái chấp cái tham nó tôi lo cho người khác tầm bậy người khác ta có phước rồi bị lo cho người khác làm gì người khác không có phước cái vị lo cho họ cũng vô dụng còn họ có phước rồi bị lo gì người ta nó có phận cần gì lo còn không có phước vì có lo cho họ họ cũng giữ không được nữa nên cái người mà làm cha làm mẹ mà sinh ra con đó, cái đặc biệt là dạy cho con tu phước Tại vì có phước là có phần Còn không có phước là vô phần Nên mới nói là vô phước Vô phần Vô phước Còn có phước thì có phần Thấy chưa Nên ở thế giới cực lạc có phước Nên y phục thức ăn tự nhiên quá hiện à. Khác biệt với cõi ta bà Thường chịu khổ Đói rét nên những người mà ăn xin, những người mà nghèo nè Những người mù, những người bệnh quả Những người lé, những người lùng, những người si cầu que đâu Nên cầu sanh về thế giới cực lạc đi Về thế giới cực lạc là không còn xấu, không còn nghèo nữa Mà ba mai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp Thăng tướng sắc vàng rồng Năng lực đi tha phương khắp giới Tuyệt Cố gắng mà về đó đi Niệm ai với đạo Phật đi về chứ ừ. Câu thứ năm Cung điện tùy ý hiện ra khác biệt với cõi ta bà phải vất vả xây dựng đặc biệt vô cùng cung điện vì sao nói cung điện vì quý vị biết rằng một cái đất nước là cái nơi mà ở của các vị làm vua là cái nơi ở đẹp nhất gọi là cung điện thí dụ như cái nơi ở của tổng thống là đẹp nhất Nơi ở của chủ tịch nước là đẹp nên chúng ta thí dụ cái đẹp đó ở thế giới cực lạc nên trong kinh nói là cung điện ở thế giới cực lạc cung điện đẹp tùy ý hiện ra oh. nó có nghĩa là chỗ ở này tùy ý hiện ra chứ không phải là bị bị đi xây dựng chứ không phải là đổ cát đá xi măng để xây lên lộng lẫy trang hoàng có khi xây xong rồi thì bắt đầu là mưa nó thấm nước ướt rồi mất đi sửa lại nữa chứ rồi có khi nếu mà xây không chắc cái móng nó sụp một cái rồi nó 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 ngã nguyên cái nhà, Thấy không? nên từ nơi đó mà thế giới cực lạc là một cái thế giới tùy tâm quá hiện mà đây là nguyện lực của di đà tu đã thành rồi nên ở thế giới cực lạc là viên mãn tất cả cái gì cũng viên mãn từ thân tướng cũng viên mãn, trí tệ cũng viên mãn, năng lực cũng viên mãn, độ xanh cũng viên mãn, cung điện cũng viên mãn, thức ăn cũng viên mãn, thức uống cũng viên mãn, đồ đạc cũng viên mãn, cái gì cũng viên mãn, thọ mạng vô lượng. Nhờ cái thọ mạng vô lượng mà hưởng tất cả những cái viên mãn này quý vị hưởng đầy đủ hưởng mà không bao giờ mình bị già bệnh và không bao giờ bị chết nên thăng bằng quyến thuộc người thân thương nhau là nên phiên nhau nên cầu sanh về thế giới cực lạc đi quý vị về thế giới cực lạc mới là cái nơi mà chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi mà không lo âu, không buồn phiền. Còn ở cõi này quý vị thấy, có khi cắt lên một ngôi chùa rồi có khi mà giao cho đệ tử cũng phải tính toán lo âu chứ. Sợ giao cho thằng này đem bán chùa làm sao? Hoặc là bây giờ có của cải cha mẹ cho con cũng coi cái thằng con nào để cho chứ. Đưa cho cái thằng quýnh bài quýnh bạc ở à đây, nó quýnh bài quýnh bạc xong nó cầm đồ đạc làm sao? Lo âu đủ chuyện, còn ở thế giới cực lạc thì không có chuyện này. Người mà có phước, cái người mà có duyên Cái người niệm ai với Đà Phật chân thành phát nguyện cầu sanh cực lạc về thế giới cực lạc là gia nhập vào cái nguyện của Phật Di Đà nên chúng ta được hưởng đầy đủ tất cả những cái phước duyên của Phật A Di Đà tu mà ngài phát lời nguyện cho chúng sanh ở tha phương pháp giới được hưởng nhờ đặc biệt quá quá đặc biệt ở cõi này có còn tranh giành còn dứt giành thí dụ như bây giờ một cái nơi ở mà nó không có tạo vật chất gì nó buồn thiểu buồn thiêu thì đố mà ai nhìn tới còn cái nơi mà nó vừa sạch sẽ nó có hưng khởi chút xíu bắt đầu là có người, người ta mở mắt ra người, người ta liếc mắt người ta nhìn người ta để ý gì đó vì sao vì cái nơi đó có danh có lợi nên người ta để ý còn cái nơi mà nó không có cái gì chứ làm sao mà ai giành giật mà chú ý tới làm gì nên quý vị ở cái cõi này mà muốn sống bình yên những ngày tháng tốt đẹp là cái nơi của mình ở đơn giản nhất là đừng có quá trang hoàng trang hoàng là lo ngủ cũng lo có nghĩa là mình rất sợ đủ chuyện không nên đó, sống đơn giản chí thành niệm Phật cầu sanh cực lạc nhớ nè cung điện tùy ý hiện ra khác biệt với cõi ta bà phải vất vả xây dựng đó người niệm Phật đó, hay người tu hành chúng ta nên nghe những văn tự này tuyệt quá hay quá câu thứ sáu tùy ý đi lại giữa hư không khác biệt với cõi ta bà thân như túi da chứa đầy bệnh khổ có nghĩa là cái năng lực gọi là thần thông của người thế giới cực lạc gọi là Từ thiên nhãn thông rồi tha tâm thông rồi túc mạng thông rồi thần túc thông Có nghĩa là thần túc thông này là chúng ta bay biến với hư không Chúng ta đi tha phương pháp giới chỉ cần một ý niệm Nhanh không tưởng tượng được Cũng như chúng ta vừa nghĩ ở nước Mỹ là chúng ta ở bên nước Mỹ rồi đó cái năng lực của người thế giới cực lạc nhanh đến cái mức như vậy đó. Thí dụ như bây giờ chúng ta đang ở thế giới cực lạc, chúng ta muốn đi cúng dường mười phương chư Phật, chúng ta muốn đến cung chờ đau sức để mà cúng dường cho Bồ Tát Di Lặc Thì vừa nghĩ đến điều đó cái là đến chỗ cung chờ đau sức liền. Mà Bồ Tát Di Lặc biết hôm nay có những vị ở thế giới cực lạc đến đây từ nơi đó mà Ngài là sẽ cho người chuẩn bị những cái bảo tọ, ngồi mà những cái ghế mà ngồi phía trên, ghế sang trọng để mà đón những người ở thế giới cực lạc đến cái quốc độ của ta. Cái người thấy danh dự quá ha. Từ nơi đó đó, mà mình phải có cái tâm cầu sanh cực lạc gì, thế giới cực lạc có nói hoài, nói cũng không hết trong kinh phật cũng nói mà không thể nào nghĩ bàn nổi đó bạn ơi nên chúng ta nương vào những văn tự này để mà chúng ta học để mà phát cái tâm để mà mình trí thành niệm phật cái năng lực của mình á đi tặng hư không khắp pháp giới người thế giới cực lạc tuyệt vậy đó còn cặp mắt của mình nhìn tặng hư không khắp pháp giới còn bây giờ cặp mắt của mình một tấm giấy che ngay con mắt mình nó không nhìn qua được bên kia à còn bây giờ mình muốn đi đâu là cái nên nê, đây nê, 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 cái túi da này nè. Là cái bản thân này nó nặng nề nè. Mà có khi nó nổi một nhọt nó nặng ra mũ. Có khi gương mặt vậy chứ nó nổi mụn tùm lum. Có khi răng vậy tự nhiên rụng. Có khi trong môi mình tự nhiên bị đạn. Có khi tự nhiên cái bàn chân của mình vậy nổi lên cái mục đi không nổi. Có khi tự nhiên bắt đùi vậy tự nhiên nổi nguyên một u. Nó thấy khổ, kinh khủng thiệt chứ. Bởi vì mang cái thân này đúng là bữa nay thì xì chỗ này ngày mốt thì nó xì chỗ kia Rồi đến khi tuổi già rồi quý vị coi Rồi ơi nó khổ thảm thương Hồi sáng như Đức đi vô trong cái phòng mộ niệm thấy bà cụ Mười chùa mình Rồi bữa nay bà ốm những Đức nói cái cô bà cụ Mười bữa nay bà hiện cái tướng sắp mắt rồi Da nó bọc vào trong xương Mặt nó hớp lại nằm mà mấy cô nói rằng bữa nay thay đồ đụng đến cái là đau đụng là đau dữ lắm toàn cơ thể những đức nói linh thức của bà nó đi bớt và thăng tứ đại sắp sửa rã rờ nên bà bây giờ bị lẳng thêm cái nữa là bà đau đớn quá đụng đến cái là đau đớn đụng cái là đau đớn tu quá trễ lúc đi vô chùa đã quá già rồi bởi vì nhiều người chúng ta suy nghĩ không thông nghĩ rằng tuổi già hết xí quách rồi mới đi tu <laughs> còn xíu quách thì ở ngoài đời để mà lo cho gia đình lo cho người thân chừng nào mà xài hết xíu quách rồi lúc đó mới đi vô chùa ấy <laughs> bị biết rằng nhiều người còn trẻ đi tu ở nhà nói vậy nè thôi còn trẻ mà đi tu gì mai mốt có già 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 đi hả đi tu con trời à, ơi thấy nhiều bà cụ già trong chùa mình đúng là rõ ràng quá vị Ngoài đời thường nói câu là đúng rồi Già hả đi tu Hết làm được cái gì đi hết đi tu Còn làm được cái này kia Thì ngoài đời đi làm này làm kia còn còn trẻ quá đi tu gì đi có chồng đi có con đi sau này già đi hả tu xài cho hết xíu quách đi hả đi tu da bọc xương đi hả đi tu bởi vì coi nhiều bà già trong chùa bởi vì vô phòng hộ niệm coi bà, bà, cụ mười bà đầm kìa coi tấm hình bà ngày xưa gái cũng tròn chị cũng có được lắm má đúng đồng tiền miệng cười cũng có duyên lắm và bữa nay quý vị coi da nó bọc vô xương Quý vị coi ba cái mắt nó lòi ra Xương lúp cục lúp cục nó lòi lên Thấy ghê Nó quý vị chờ tới tuổi già hết xíu quách đi Hãy đi tu nghe Thôi mình gặp được một pháp càng sớm càng tốt quý vị ơi Cố gắng bồi dưỡng con đường giải thoát này đi Ghê quá Trời ơi Đừng có nghe người thế gian nói tới tuổi già đi Hết xíu quách nó đi tu Già mới đi tu thôi Tuổi già nó mịt mờ tu cũng khó hiểu được Phật Pháp Nên chúng ta già trẻ gì gặp Phật Pháp là thấy mừng rồi Gặp càng sớm càng tốt quý vị Nhìn mấy bà cụ già mình thảm thương Vô vòng ngôi niệm bữa nay bị coi hai ba bà sắp sửa đi nữa kìa Bà Năm thấy nay yếu rồi đó Rồi kế đó bà Ba cũng chuẩn bị Rồi kế nữa bà Bảy cũng sắp sửa nó nhau mà đi hết đi <laughs> Lúc này rủ nhau mà đi 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 đặng lo cho xong hết Nghĩa là già rồi Sống thấy khổ quá Nhìn mấy bà mà những đức cũng nhìn đến mình Mai mốt đây cũng lây quay tới giống mấy bà nữa Nhưng mà những đức cũng cố gắng Mai mốt ít gì cũng biết ngày giờ đi cái cho nó ngon Chứ kiểu mà nằm đó mà rên rỉ mà Kiểu nằm đó mà mê man Thôi thớp thì thấy khổ quý vị ơi Nó nên quý vị đi đến chùa Vì nhìn vậy đó người trong chùa đi đến đi nhìn vậy đó để rồi mình nhìn mình để mà mình cố gắng mình tinh tấn mình tu về thế giới cực lạc á, là năng lực của mình á, là không già không bệnh không chết mà một niệm là đi tặng hư không khắp pháp giới đi cúng dường chư phật nên nhất định phải về thế giới cực lạc thôi cái cõi này không có gì mà lưu liếng á quý vị ơi à, nhớ nha không có gì lưu liếng á nghe không ừ. lưu liếng ở cõi này là chúng ta là không có được một cái gì chứ nhớ đó. Câu thứ bảy Được sống chung cùng bạn lành Yêu kính Khác biệt với cõi ta bà quan gia thường đối mặt nó Đọc Iran, Ở cõi ta bà này dù là trong chùa năm sáu bà Ở chung với nhau mà có những bà phải lũ đạn vậy lắm đó. Hung dữ <laughs> Ở thì cái là Câu mâu cứ Bắt đầu là ngồi nói này nói kia Đi niệm Phật thôi mà đi về Một cái là đầu mắt kinh 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 nhau nhìn mấy bà già bà ngộ lắm sống chung mắc cười lắm kìa nói, rồi người trẻ đó cũng vậy nó về mỗi bà mỗi ý nói, có khi nói đon nó ren này kia chọc tức để chi để mở miệng có chuyện chơi vậy đó thì thấy cái cõi là bà nó khổ bởi vợ tới giới cực lạc là bạn lành thượng thiện hội tụ một nơi đều là giúp đỡ chúng ta để mau thành phật chứ không có trở ngại cái gì chứ nghe, còn vị coi có khi vợ chồng lúc còn trẻ anh anh em em Vậy mà đẻ một hai đứa con rồi Nó quýnh cái mặt nổi cà lem đầy mặt hết chứ <laughs> Cà lem là gì Sưng miệng sưng mắt Rồi cái má sưng chù dù Có cái bà đó mới sửa cái lỗ mũi Thằng chồng nó đi nhậu giờ nó dọng cái lỗ mũi này Nó xiên qua lỗ mũi bên kia Nó quẹo lỗ mũi bên nọ <laughs> nghĩa là có nghĩa là muốn trang điểm đẹp mà nó quýnh nó quính ngay cái chỗ mà gọi là vừa mới sửa Quýnh ngặt thiệt chứ nó từ nó đó bị tới cái cõi này đáng sợ lắm nên ở thế giới cực lạc thì toàn là những bạn lành nha. yêu kính khác biệt với cõi ta bà quan gia thường đối mặt nên mình muốn giảng sanh về thế giới cực lạc rồi thì những quan gia trái chủ này thôi chúng ta quá giải quá giải là mình nhịn á mình nhịn họ thì mình mới muốn giảng sanh còn nếu như mình sức lên họ là mình không giảng sanh nghĩa là thôi nhịn nhẵn một đời ngắn ngủi này thôi mà mình phải có tâm quyết niệm Phật cầu sanh cực lạc mới nhận được Cho nó mà không có tâm quyết cầu sanh cực lạc là nhận không được đó quý vị <laughs> Nhớ đó nghe Nên mình phải có tâm quyết mạnh lắm Quyết chí cầu sanh cực lạc nó Nên mình có mục tiêu giải sanh nè Nên nhận hết đi Khó khăn cỡ nào cũng nhận như là Cái bộ phim những đức thường nhắc mà Nghịch duyên á à Đó tu trong cái nghịch viên. bây giờ nghịch viên mình tu trong nghịch duyên tại mình có cái phương hướng giải thoát quý vị. nên tất cả người trong chùa đó người bên ngoài luôn phải có cái tâm quyết này thì tự nhiên những ngày mình sống cũng thấy bình yên lắm Mà ngộ cái vị nhịn rồi nó thấy vui Chứ cự xong nó không vui Ngộ vậy đó Con người mà nhẫn nại Chịu đựng được là tự nhiên thấy vui lắm An tâm lắm Còn mình mà không chịu đựng được là tự nhiên cái tâm có khi nó bắt an Mà ăn không ngon ngủ không yên nữa đó Nên thôi chúng ta niệm ai cho đà Phật tới cùng để mới nhịn được nghe không ừ. Câu thứ 8 Tuổi thọ dài lâu không thể suy si lường Khác biệt với cõi ta bà sống chết ngắn ngủi trong gan tắc đó thế giới cực lạc mà thọ mạng vô lượng mà quý vị nó tuổi thọ lâu dài tuổi thọ vô lượng quý vị biết rằng dù chúng ta giàu cỡ nào giàu nhưng mà bây giờ cái chết của chúng ta trong gan tắc không biết ngày nào chúng ta chết đây sao hưởng được còn ở thế giới cực lạc là cái cảnh giới thù thắng tốt đẹp mà đặc biệt nhất là cái tuổi thọ vô lượng nên chỗ này là cái chỗ mà cái cơ hội tu để thành phật chúng ta là một đời vì sao? Vì tuổi thọ vô lượng nên tu học Nó không có giữa chừng nó chết Còn ở cái cõi này nếu chúng ta mà lên đến học cái này học cái kia Có khi tuổi thọ đến rồi chúng ta Chưa được cái gì chứ này nó ngẫm cu tội nó chết quèo Nên mình bây giờ phải nắm ngay Pháp môn tịnh độ một câu Phật hiệu niệm đến cùng Bất cứ lúc nào thọ mạng đến là Ai với Đà Phật, Phật ai với Đà đến tiếp giận Còn nếu như mà quý vị mà lanh quanh suy nghĩ cái này cái kia để cầu tiêu nghiệp có khi thọ mạng đến bất tử hoặc là tự nhiên đất sụp nước trôi lửa cháy gì quý vị chết có đất kỳ tử làm sao quý vị gián sạch nên phải một câu ai là phật này nó mới kịp với cái tuổi của cái thọ mạng chúng ta ở cõi này nghe không còn nếu như mà mình mà dòng do là coi chừng mình không có cơ hội và không đủ thời gian về thế giới cực lạc đi muốn học gì học Tại vì thế giới cực lạc là tuổi thọ vô lượng Câu thứ 9 Vĩnh viễn không còn thối chuyển khác biệt với cõi ta bà Nghiệp duyên che chướng đường tu Ồ hay quá Cái cõi ta bà này nghiệp duyên nó che chướng cái đường tu mình Bao nhiêu việc Mình đang tu được vậy mà bao nhiêu cái sự nghiệp duyên nó che chướng Cản trở Còn ở thế giới cực lạc là toàn là hỗ trợ Bậc thượng thiện hỗ trợ không à nên con đoạn này mới nói là khác cái cõi ta bà Thế giới cực lạc á Thì vĩnh viễn không còn thối chuyện Tại vì sao? Vì Bồ Tát Quán thấy Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bậc Thượng Thiện Hỗ Trợ Rồi Phật A Di Đà mỗi ngày thiết pháp Làm sao quý vị thối chuyển Bồ Đề Tâm Còn ở cõi này quý vị đang tu bữa nay vui cười hú hí Ngày mai tự nhiên cái mặt nhăn nheo Khóc lóc như con khỉ ăn ớt vậy đó Đó Có khi mới cười gì chút xíu khóc rồi khóc xong rồi cười Cười xong rồi khóc Giống như ba trợn vậy đó Thấy <laughs> không? Chúng ta ở vì cái cõi này là như vậy đó Bao nhiêu sự mà cản trở chướng ngại Quý vị làm việc tốt họ cũng ghét bởi vị làm việc xấu họ cũng cười Có nghĩa là ở cõi này không thể nào mà Vừa lòng được người khác Nên chúng ta sống làm sao mà mỗi ngày mình an lạc Mình vui, mình biết niệm Phật Chứ đừng có cầu cái vừa lòng người khác quý vị được chỗ này thì họ đòi chỗ kia quý vị được chỗ kia họ đòi chỗ nọ quý vị tròn chỗ này thì họ nói chỗ kia méo quý vị tròn chỗ kia thì họ nói chỗ này méo còn tròn hết trơn thì họ nói thì sao tròn quá tại vì cái tâm của họ nó không vừa bụng thì làm sao mà vừa bụng được họ còn quý vị cho họ thì họ muốn nữa cho họ là họ muốn nữa càng cho họ càng muốn từ nơi đó mà không biết đủ nên ở cõi này không biết đủ nên khổ nên phật mới dạy mình là thiểu dục chi túc biết đủ với thường vui thấy không nên có người an lạc là con người có tâm giải thoát Còn con người mà không có tâm giải thoát Đố mà họ cảm thấy vừa bụng họ đó Ví dụ như cái nhà này xây rồi là thấy Chỗ này còn chưa được Làm chỗ kia xong rồi thấy chỗ này chưa được Gọi xong rồi gọi cái xăng chưa được Trồng cái cây rồi muốn trồng cây khác Có nghĩa là nó cứ tiếp tục tiếp tục Mà nó kéo dài thời gian mình Mà mình không buông xuống được Quý vị biết rằng từ nơi đó mà cái cõi này là do tại cái tâm của mình nó không có miết 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 cái tâm để mà giải thoát quý vị mà biết miết 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 cái tâm giải thoát là gì quý vị biết không ai với đà phật ai với đà phật ai với đà phật ai di đà phật là gì miết miết ai với đà phật là gần phật ai di đà còn nó không miết ai di đà phật là quý vị xa vào ai di đà đó quý vị nhớ nghe không muốn giảng sanh phải không thì miết mà niệm ai với đà phật còn ở cái cõi này đừng có cầu cái tròn vẹn sao mà tròn vẹn chúng ta là phạm vu oan gia đối đầu sao tròn vẹn nó nên nó phải hiểu đó nói đến những đoạn này nó hừng hực cái tâm mình phải cố gắng mà niệm phật nên đoạn này nói rằng là không bao giờ thối diện cái ở cõi ta bà câu thứ 10 nè được thọ ký thành phật khác biệt với cõi ta bà nhiều lần luân chuyển trong ba đường ác về tới thế giới cực lạc là nhất sanh bộ xứ nhất phật thừa điều là bồ tát tuổi thọ vô lượng một đời thành phật được thọ ký thành phật ở một quốc độ nào đó để mà độ vô lượng chúng sanh nên quý vị mà suy nghĩ rộng ra thì ở cõi này chúng ta có giúp người cũng không giúp được bao nhiêu người nhưng mà vì mình có duyên thì những gì mình làm được mình làm thôi nhưng mà quý vị nên quyết chí gây dựng cái chánh hạnh niệm phật để về thế giới cực lạc khi về thế giới cực lạc thì Quý vị không có muộn màng độ chúng sanh đâu Cái tâm lượng lúc đó nó lớn Mà trí tuệ nó cũng lớn Năng lực cũng lớn mà mình không còn bị thối chuyển Vì Vậy thì cái sức độ sanh mình mới rộng nghe không Nên đừng có gấp Bồ Tát độ chúng sanh á, là vô lượng kiếp Phạm phu độ chúng sanh Thì muốn một đời Sao làm được ha Nên chúng ta đừng có gấp gáp Đừng có phan duyên dễ sanh phiền não Chúng ta nên lo cố gắng mình tu Cố gắng mà an lạc cái tâm còn mình là phàm phu cái miệng có khi còn nói, nói cái này nói kia một chút nhưng mà thôi, nói xong bỏ. Không có dính mắt cái gì. Còn ai dính mắc ta khổ kệ người ta. Nên những đức ít gì cũng có những ngày vui. Quý vị biết những đức mỗi ngày chia sẻ Phật pháp á, là thấy cái cách này hay. Vừa động viên người khác mà động viên mình quý vị ơi. Còn nếu như mà không chia sẻ Phật pháp này rồi có khi nó cũng buồn và nó không phải niệm Phật được hoài mà chia sẻ Phật pháp xong cái niệm Phật được đặc biệt. Nên có nhiều người nói là nghe những đức nói chuyện xong cái xuyên niệm Phật. Nghĩa là thúc đẩy tinh thần Nhờ vì siêng niệm Phật mà những đứa cũng có cái phước Những đứa cũng siêng niệm Phật nó Nên chúng ta phải nắm tay nhau cho chắc Quyết chí đời này phải về thế giới cực lạc mới được Nghe không? Từ điều thứ nhất đến điều thứ năm So sánh giữa ô quế với thanh tịnh khác biệt Rất xa một chờ một vực Từ điều thứ nhất đến điều thứ tư Và từ điều thứ sáu đến điều thứ mười so sánh giữa khổ não với an vui khác biệt rất xa một giờ một vực các điều thứ tư thứ năm thứ chín và thứ mười so sánh giữa đời sống dễ dàng với khó khăn khác biệt rất xa một giờ một vực đây là sự phân tách của chư tổ sư mà mục tiêu là mong mình siêng năng mà niệm phật để cầu sanh về thế giới cực lạc đi vì sao lại nói lên Mười điều thù thắng ở cõi Tây Phương này Mà những đức vừa đọc để học tập này Vì nói lên điều thù thắng Để cho chúng ta phát tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc Thí dụ như giờ chúng ta muốn đến một cái quốc gia nào là Chúng ta biết cái quốc gia đó là chỗ tốt Thí dụ như bây giờ mình cắt một căn nhà thiệt đẹp Mình muốn đi đến căn nhà đó ở liền Là vì sao? Vì mình biết căn nhà đó là tốt, là đẹp Thí dụ như đất nước kia là quá khứ là an lạc Nên chúng ta muốn về Thì bây giờ chư tổ sư Mới chích lục những văn tự trong kinh mà các ngài tán thắng thế giới cực lạc mười điều thù thắng thế giới cực lạc này để cho chúng ta là người niệm phật dù gặp sự trở ngại khó khăn gì chúng ta cũng quyết tâm chúng ta niệm phật để mà sanh về cái quốc độ an lạc này mà các ngài nêu lên mười điều thù thắng để cho chúng ta ở cõi này thấy cái tuổi thọ ngắn ngủi này nay còn may chết có chi của mình thì lúc đó mình mới chí thành chân thật dụng cái thân giả này để mà mình niệm Phật để mà mình sanh về thế giới cực lạc để mà hưởng được những cái điều thu thắng ở thế giới cực lạc mà các ngài nêu lên là cái ý để cho chúng ta tinh tấn siêng năng niệm Phật đó quý vị phải nhớ đó nên những đức ngày nay là ngày chủ nhật ngồi một mình chia sẻ như vậy để cho quý Phật tử khắp nơi nơi chúng ta được nghe nguyện hồng An tam bảo gia hộ cho quý vị bồ đề tâm kiên cố Chúng ta đều là phát tâm niệm Phật Dù giàu hay nghèo Đẹp hay xấu Lùng hay lé Hô hay súng Si cầu que Cò cò gì cũng vậy chứ Chúng ta phải cố gắng mà niệm Phật Nhớ nha Mười phương chúng sanh là Chúng sanh nào cũng vậy Chỉ cần niệm Phật được Tính nguyện Cầu sanh cực lạc là chắc chắn Phật ấy đã đến tiếp dẫn khi thọ mạng đến Đó nên Tam Bảo gia hộ Cho tất cả chúng ta đều Phát Bồ Đề Tâm kiên cố Chí thành niệm câu ai với Đà Phật Khi bỏ báo thân này chúng ta đều hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc nha quý vị. Ừ, dạ A Di đào Phật. À, chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả để từ và chúng sanh đồng sanh về tỉnh độ